Ok, hai các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stubby Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod Spider-Man ác quỷ các bạn. Đi ăn trộm bộ đồ Spider-Man huyết long các bạn ha. Ok các bạn. Thì đây là Spider-Man máu me các bạn, thường được gọi là Spider-Man ác quỷ ấy. Thì lúc trước cái con Spider-Man này thì nó đã làm Spider-Man zombie rồi các bạn ha. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó để lên một cái ý tưởng thật đặc biệt đi rồi. Đó chính là ngày hôm nay nó sẽ đi qua bên khu bên đây nè các bạn. Đó, đây là một cái trại quân đội mà gọi là trại quân đội beta các bạn. Nó chỉ là tạm thời thôi. Thì nó đang vận chuyển cái bộ đồ Spider-Man huyết long các bạn ha. Và cái bộ đồ này thì cực kỳ mạnh và cực kỳ đẹp. Thì đây là cái bộ đồ mà của ngành khoa học của thế giới chế tạo được bộ đồ này để đưa cho cái thằng Spider-Man thiện á, Spider-Man bình thường mặc á. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì cái thằng Spider-Man ác quỷ này các bạn, nó biết được thông tin này và nó muốn qua bên đó để nó gọi là nó ăn cắp cái bộ đồ Spider-Man kia các bạn ha. Đó. Và ngày hôm nay thì cái chỗ này là mình sẽ trả ở đây để gọi là ăn cắp cái bộ đồ Spider-Man huyết long nha các bạn. Và bảo đảm luôn, cái bộ đồ đó cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Và cực kỳ mạnh. Mình cực kỳ thích cái bộ đồ đó luôn các bạn. Đó. Và đây chính là lý do mà tại sao ngày hôm nay thì cái thằng Spider-Man ác quỷ này nó sẽ chạy vào bên đó để ăn cắp cái bộ đồ đó. Đây. Thì đây là con da dép 125 các bạn ạ. Thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn ở đây. Cái da dép 125 màu đỏ này chạy chung với lại thằng Spider-Man này nó cực kỳ đẹp và hợp luôn các bạn ha. Cùng một màu đỏ với nhau mà. Ok các bạn. Uầy, bên kia là có Thomas tăng energy các bạn. Thì cái chỗ quân đội này á, thì rất là đông nha các bạn. Nó rất là đông người canh giữ. Tại vì cái bộ đồ này là một cái bộ đồ cực kỳ quan trọng với lại cái thằng Spider-Man kia luôn các bạn. Nó sẽ giúp cái thằng Spider-Man kia mạnh, đã mạnh rồi, rồi càng mạnh thêm nữa. Nhưng mà mình thì gọi là cái thằng Spider-Man ác quỷ này á, thì nó sẽ không có để chiến đấu xe ga các bạn ha. Nó muốn chiếm lấy cái đồ đó. Vèo. Ủa các bạn thấy mình chạy xe ghê chưa? Bao kỹ thuật luôn các bạn ạ. Đây. Nó nằm ở bên kia các bạn ha. Thì đây là cũng là một cái phòng thí nghiệm luôn các bạn. Còn ở bên chỗ mà nó thí nghiệm mấy cái gọi là mấy cái người khổng lồ mà nó làm biến đổi gen đồ á, thì đó là một cái phòng thí nghiệm của Human Lab các bạn ha. Nó chuyên gọi là khoa học kỹ thuật về những cái biến đổi gen nè, rồi thí nghiệm những cái vật thể con người hay là thú vật gì đó. Còn bên cái phòng thí nghiệm ở đây là một phòng thí nghiệm công nghệ cao các bạn. Nó sẽ chuyên chế tạo những cái bộ đồ mà nó cực kỳ đẹp, nó cực kỳ công nghệ các bạn ha, để mà gọi là giúp đỡ cái thành phố này, cái thế giới này, làm cho ngày nó càng gọi là có thể đối phó là những tinh quái vật nó dễ hơn các bạn. Và ngày hôm nay á, thì bên cái phòng thí nghiệm đó nó đã sản xuất được cái bộ đồ Spider-Man huyết long các bạn ha. Và cái bộ đồ Spider-Man huyết long đó các bạn thì nó gọi là nó có một cái sức mạnh cực kỳ đặc biệt, đó chính là cái bộ giáp của nó cực kỳ cơ động luôn các bạn ha. Có thể là hút máu được. Khi mà cơ thể chúng ta bị thương thì nó có thể là tự chữa lành được luôn các bạn ạ. Tại vì ở trong cái bộ đồ nó có sẵn một cái lượng huyết long các bạn ơi. Huyết long này thì cũng do là cái viện khoa học kỹ thuật người ta chế tạo luôn các bạn ha. Bây giờ cái bộ đồ đặc biệt và cực kỳ mạnh vậy đó các bạn. Đây đây đây. Đây các bạn ạ. Đó các bạn thấy chưa. Điều wood nữa các bạn. Đây, mình sắp chạy vô tới rồi. Đó, đây là một cái phòng thí nghiệm công nghệ cao các bạn ha. Đây này các bạn. Đó, thì có BBQ ở đây nữa. Và cái chỗ này thì bây giờ nó đang chặn lại rồi các bạn ạ. Đây, ngày hôm nay thì mình sẽ cho cái thằng Spider-Man ác quỷ này nó xài cái súng cấp 3 mảng xà FIFA các bạn ha. Đây có thằng bảo vệ nè. Mình nó không thấy mình các bạn ạ. Đó, 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 đó. Các bạn có thấy được là những cái radar cảnh báo sớm của nó được đặt ở trên đây chưa các bạn? Bây giờ thì nó cắm người ra vô đây các bạn ha.
chỉ có những người mà làm ở trong đây á, như là những người này nè, công nhân hả, những cái gọi là nhân viên ở trong đây á, thì họ mới được hả, được quyền đi trong đây thôi các bạn. Còn ngoài ra là người lạ là nó sẽ không có cho vào đây các bạn, nó cấm hết. Đây, tôi xin cho các bạn xem nè. Hỏi các bạn thấy cái radar cho các bạn. Đây là một cái radar cảnh báo sớm của quân đội các bạn ha. Đây, thì bây giờ mình đang cho máy bay không người lái vô để quan sát ở trong đây trước đã. Và sau đó thì mình sẽ lên kế hoạch tấn công ha. Uầy, nó có cái thằng này trên đây nó sử dụng ống nhòm nữa các bạn ạ. Nó có súng máy tự động nữa kìa. Còn này làm gì đây đây trời. Nó đông quải đạn luôn các bạn ạ. Nó cực kỳ đông luôn. Giờ mình thì mình cũng chưa biết là cái bộ đồ Spider-Man huyết long nó nằm ở đâu ha. Ở đây có đặc nhiệm Delta rồi C rồi các kiểu luôn các bạn ạ. Nó quá trời ghê. Đây cao tướng luôn nè. Uầy, cái gì mà ghê vậy? Cái gì mà đầu người gì, tay chân nằm lên lum lá hết trơn vậy? Uầy, cái vụ này thì mình không biết là vụ gì nha các bạn. Đây, đây là một cái phòng để mà gọi là cảnh báo sớm những cái nguy hiểm từ xa rồi các bạn. Má đeo rồi FBI rồi C tùm la hết. Quá dữ. Các bạn có thấy cái bộ đồ này nó quan trọng đến cỡ nào các bạn. Đặc nhiệm mà gọi là trang bị tượng răng luôn ấy. Quay trên đây còn có rồi các bạn. Chứ mình nghi bộ đồ nằm ở trong đây quá. Mình cũng chưa biết sao nữa các bạn ha. Nó rộng quá các bạn ơi. Nó cực kỳ rộng và bự luôn ha. Đây bây giờ thì mình sẽ vô mình chơi luôn các bạn ơi. Một em. Nói chung là có biết không trời. Nó chạy đây tấn công mình chúng ta. Nó bắn mình gì? À bên đây, bên đây, bên đây. Mày bắn tao hả mày? Đây để mình leo đây để mình có thế mà mình chơi các bạn ha. Ủa sao nó bị chặn gì đây rồi? Cuối cùng thì mình cũng mới lên đi được rồi. Má cứ quyền cái hả? Cái này cái gì? Pháo phòng không các bạn ơi, rốt chắc phòng không. Nó đông lắm luôn á. Mày hả mày? Delta này thì Delta này. Bắn hết tụi bay luôn. Tụi nó bây giờ ra đây chỉ có nước đặt mạng cho mình thôi. Ôi mới còn dưới đây nữa kìa. Đồng thế. Chết một bầy đây luôn. Ở đây còn ai nữa không? Đứng đây dễ bắn hơn các bạn ha. Bắn từ trên cao bắn xuống á, mình có lợi thế hơn. Rồi, khí tài quân sự nó quá trời luôn. Này thì bắn tao. Đâu còn ai nữa không? Còn nào chơi anh nữa không? Ui, 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 ui. Đang bay ra đây các bạn ơi, tụi nó đang bay ra đây. Trời ơi, tao cầm súng mà tao bay cầm gậy ra đánh tao hả? Non vậy.
này thì non này. Mày đồ nãy giờ bắn mỗi tay luôn các bạn, cái đó vẫn chưa hết nữa kìa. Các bạn có thấy cái quy mô mà cái chỗ này tôi đã làm chưa? Đây là một cái gọi là một cái khu quân sự giả chiến rồi đó các bạn, mà đã làm tới cỡ này rồi, đông đến cỡ này rồi, thiết tài quân sự cỡ này luôn nè. Ông vãi cái nồi các bạn à. Dạ. Này thì mày chết đi. Đây. Ông vãi cái nồi. Đã đứng trong kia luôn. Mày hả mày? Bắn hết. Mình thấy đích rồi đó. Nó đứng ngay đây luôn mới ghê chứ. Hôm nay còn nào nữa không? Này thì đeo ta đặc nhiệm này. Ở trong đây nó có cái xe tăng nữa nè. Nó chạy được không trời? Uầy. Được luôn các bạn ơi. Rồi cái này ra bắn nét đầu hết. Mày nè mày. Uầy. Nhưng mà mình vẫn chưa biết là cái bộ đồ Spider-Man huyết long ở đây nằm ở đâu nha. Ôi sao tự nhiên bể luôn rồi. Hai vãi. Đây bây giờ thì mình sẽ đi tìm bộ đồ Spider-Man huyết long các bạn ha. Bán này chắc là bắn chết hết rồi đó. Đồng vãi cái nồi luôn các bạn à. Rồi mình coi coi thằng nào nữa không. Hết rồi, hết rồi. Rồi rồi, để mình thử mình vô cái chỗ hồi nãy rồi các bạn. Cái chỗ phía sau sân khấu này hình như là có một ông tướng nhưng mà thằng lính đứng ở đây nè. Cái chỗ này bị chặn rồi. Không qua được. À, cái tòa nhà các bạn ha. Cái tòa nhà mà nãy mình nói ấy. Cái tòa nhà mà hồi nãy tôi đứng canh nhiều ấy. Ê, con nào đi. Mày hả mày, chạy hả mày. Đây, 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 đây các bạn ơi. Ở đây nó có chỗ vô nè. Mấy chỗ này bị chặn hết rồi. Như là nó có tấm kiến hay sao ấy. Mình đứng ở trong thì mình không thấy. Mình đứng ở ngoài mới thấy nè các bạn. Phải rồi. Đâu để mình coi thử coi là ở trong cái căn nhà này nó có cái bộ đồ Spider-Man huyết long đó hay không nha. Wow. Mình đã hả gọi là mặc được cái bộ đồ Spider-Man huyết long quá vô rồi nè các bạn. Wow. Nó cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Đó. Đây là tại sao mà mình gọi cái bộ đồ là bộ đồ Spider-Man huyết long các bạn ha.
Đó chính là có những cái thanh huyết long nó chảy đều ở trong cái bộ đồ này đó các bạn. Đó, khi mà bị thương ấy hay là các bạn bị cái gì á thì chính những cái thanh huyết long này nó sẽ giúp các bạn chữa trị hoặc là có thể khỏe mạnh trở lại ngay lập tức luôn các bạn ha. Wow, đẹp thật sự các bạn à, ngon lành cành đào luôn. Wow, vừa đẹp mà vừa có sức mạnh nữa rồi các bạn. Wow. Mình đâu thể nào để cho cái bộ đồ này nó rơi vào tay của thằng Spider-Man kia được. Thì nó sẽ làm bá chủ của cái thế giới này. Wow, quá ngon lành. Nó đẹp thật sự các bạn ha. Quá trời ngon luôn các bạn ha. Rồi, ok các bạn. Và như vậy thì cái video này về Spider-Man đi đánh cắp bộ đồ Spider-Man huyết long tới đây kết thúc nha các bạn. Và nó đánh cắp thành công được cái bộ đồ này rồi. Và nếu như các bạn thích video này thì các bạn hãy nhớ like và subscribe cho mình ha. Và nếu như các bạn có ý kiến là các bạn có yêu cầu gì đó thì các bạn cứ comment ở bên dưới cái video này của mình. Còn bây giờ thì mình là Stubby Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.